Xin chào các bạn, hôm nay tụi mình sẽ cùng nhau đi phỏng vấn các chị giáo lý viên để chuẩn bị cho ngày 20 tháng 11 nhé. Rồi, đi cùng mình nè. Chào các bạn, những gì không thể tính tới hiện nay thì anh Quang là giảng viên lý viên 7 năm rồi. Từ dự trưởng thì chắc là 16, 17 tuổi. 5 năm.